cả đất nước đang răng thế trần, diệt dịch nCoV như diệt giặc ngoại xâm. Từ chính quyền cho đến mọi người dân, già trẻ gái trai đều một lòng quyết chiến, quanh vùng cách ly chặn ngăn bước tiến. Chiến dịch này cần lắm sự yêu thương, đoàn kết bên nhau vững chí kiên cường. Ta quyết chiến và ta quyết thắng. Khắp chốn muôn nơi thành thị thôn làng cùng nhau chống dịch muôn vàn hiểm nguy. Không run chẳng sợ những phòng cố vi, bác sĩ lương nghi khắp nơi gian khó quản gì. Gian khó quản gì, bác sĩ lương nghi khắp nơi gian khó quản gì. Xung phong ra trận quyết vì nhân dân, bao nhiêu lực lượng chung sức chung lòng, âm thầm ngày đêm đường biên phong tỏa, chốt chặn mọi nơi nCoV, COVID bị đánh tơi bời. Bị đánh tơi bời mới đến Việt Nam, nCoV bị đánh tơi bời. Từ Nam chi Bắc, người người đồng tâm, cụ già em nhỏ cùng nhau chống dịch, góp phần đấu tranh khẩu trang nước tẩy ta dùng thường xuyên, tụ họp nơi đông ta quyết không màng. Quyết không màng tụ họp nơi đông, ta quyết không màng. Nếu ai chót bị sẵn sàng cách ly chống nCoV, cũng như chống giặc quản gì khó khăn, niềm tin chiến thắng đã dành phần ta, toàn dân ta nơi nơi trai gái trẻ già. Trai gái trẻ già toàn dân ta nơi nơi trai gái trẻ già, xóm thôn phố thị nhà nhà cùng nhau tay nắm tay nhau, giờ đây chống dịch hàng đầu ưu tiên, ta giành chiến thắng giặc dịch phải tan vui hân hoan, hoa xuân nở khắp ba miền. Cả đất nước đang răng thế trần, diệt dịch nCoV.